Liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea ngày 17 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ có hành động đáp trả dựa trên các đề xuất của Bộ Quốc phòng. Trong một cuộc họp bất thường với các quan chức cấp cao ngày 17 tháng 7, Tổng thống Putin đã gọi cuộc tấn công là một hành động khủng bố. Những gì đã xảy ra là một hành động khủng bố nữa của chính quyền Kiev. Cầu Crimea đã không còn sử dụng cho vận chuyển quân sự trong một thời gian dài, nên về mặt quân sự, đây là một tội ác vô nghĩa và tàn bạo đã khiến dân thường thiệt mạng và bị thương. Nga đương nhiên sẽ đáp trả. Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị các đề xuất liên quan đến vấn đề này. Ông Putin cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh quanh cầu Crimea khi cây cầu này cũng từng bị tấn công vào tháng 10 năm ngoái. Theo thông tin từ phía Nga, nhịp cầu số 145 đã sập một làn đường và có thể phải mất nhiều tuần để sửa chữa. Tuy nhiên, các trụ cầu không bị hư hại. Đến rạng sáng 18 tháng 7, cầu Crimea đã hoạt động trở lại. Các xe ô tô sẽ luân phiên chạy trên làn đường còn lại. Vụ tấn công ngày 17 tháng 7 đã khiến hai dân thường thiệt mạng là Alexey Kulik 40 tuổi và người vợ Natalia 36 tuổi. Cô con gái Angelina 14 tuổi của họ bị thương nghiêm trọng đã được máy bay đưa đến Krasnodar cấp cứu. Theo một số nguồn tin, vụ việc diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng do hai tàu không người lái của Ukraine gây ra. Kiev không chính thức nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng hãng CNN dẫn một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU rằng đây là hành động phối hợp giữa cơ quan này và hải quân. Vào tháng 10 năm 2022, cầu Crimea từng bị đánh bom bằng xe tải, khiến ba dân thường thiệt mạng và làm hư hỏng cả phần đường bộ lẫn đường sắt. Đến ngày 5 tháng 3, quá trình sửa chữa mới hoàn tất. Để đáp trả vụ việc này, quân đội Nga đã thực hiện các vụ không kích ồ ạt và các cơ sở hải tầng của Ukraine. Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, trong một bài đăng trên Telegram, thứ trưởng quốc phòng Ukraine đã thừa nhận lực lượng nước này đã tấn công cầu nhằm làm gián đoạn hoạt động tiếp viện cho chiến trường của lực lượng nga.